Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Samsung Galaxy Note Fan Edition đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của Samsung Galaxy Note Fan Edition, lỗi hỏng, pin máu ảo, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Hiện nay di động cao cấp.vn có tất cả các loại pin của Samsung nói chung và Samsung Note Fan Edition nói riêng thì mới bị các bạn. Vì các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tư vấn, hướng dẫn và thay mới pin của Samsung Galaxy Note Fan Edition cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới pin của Samsung Note Fan Edition tại di động cao cấp.vn.